Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại được trọn vẹn cảnh một chiếc ô tô ngoan cố vượt con đường giữa biển trong khi thủy triều đang lên cao, khiến cộng đồng mạng thích thú. Được biết, cảnh tượng này được quay tại bờ biển Northumberland, Anh Quốc. Người tài xế và hành khách đang trên đường rời đảo Holly. Tuy nhiên, có vẻ như họ sẽ phải kẹt lại trên đảo bởi thủy triều đang lên, che lấp lối đi giữa biển, con đường duy nhất nối đảo với đất liền. Nếu sống ở khu vực có dạng địa hình đặc biệt như thế này, ắt hẳn anh tài xế phải nắm rõ thời gian thủy triều lên xuống mỗi ngày để liệu cơm gắp mắm. Tuy nhiên, có lẽ do khách đã liên lạc gần giờ triều lên mà cả khách và tài xế đều không muốn đợi nước rút, nên tài xế đã bất chấp tất cả mà rẽ biển chạy băng băng. Và may mắn thay, cuối cùng cả ba đều đến được nơi an toàn, nằm ngay giữa biển, mặc dù vẫn không đến được bờ bên kia như mong đợi. Theo như trong đoạn clip, một chiếc thuyền cứu hộ đã được điều đến để giải cứu ba người liều lĩnh này. Chứng kiến và quay lại cảnh tượng ấy từ lâu đài Lindy Friends, anh Mark Bradshaw, 41 tuổi, chia sẻ: "Tôi đi cùng bạn đến đảo Holly để quay lâu đài bằng flycam. Khi nhìn thấy chiếc taxi vượt biển trong nước triều, tôi quyết định ghi lại cảnh tượng thú vị này. Tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ 24 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng trớ trêu như vậy. Có lẽ đây không phải là con đường giữa biển kỳ lạ duy nhất trên thế giới. Trước đây người ta cũng từng xôn xao vì một con đường có tên Passage du Gard, một con đường đắp chìm ở vịnh Pointe-Neuve, nối liền đảo Normandie với đất liền của tỉnh Vendée Pháp. Con đường này có đặc điểm độc nhất vô nhị, hai lần một ngày, mỗi lần kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng. Sóng nước lại bất ngờ rẽ sang hai bên để lộ con đường bí mật nằm bên dưới, cho phép xe cộ qua lại. Phần còn lại trong ngày, con đường sẽ nằm sâu từ 1,3 đến 4 mét dưới mực nước biển và hầu như không thể sử dụng được." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!